Dâu 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 và con sâu, chào mừng năm, chào anh em đã quay trở lại cùng với Amin G trong series bình luận PK server. Ngày hôm nay các bạn đã nhìn thấy Amin G với nickname Catalo đang ở server Quy Quy. Đừng quên 30 giờ hàng ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhé, nhớ theo dõi và ủng hộ dành cho mình. Còn hôm nay server Quy Quy có chế độ smack anh em ạ, chế độ bắt môn smack. Cùng đi tìm đối thủ đầu tiên nào. Ai sẽ đối thủ đầu tiên mà chúng ta chờ đợi trong cặp đấu này? Khắc 30, Thăng, chính xác là Thăng 30 đến từ server 714. Chế độ smack nha anh em nhá, có giáp của Athena, lấy giáp đi nhỉ, smack thì lấy giáp đi, trải nghiệm tí giáp y sử dụng đi nha, đấm Athena nó phê thì các bạn, hên xui thì giáp vẫn trên cơ một tí nhé các bạn, nghĩa là hên xui nhé các bạn, nên mình không chắc, mình không dám khẳng định giáp 100% ăn được Athena hay là Athena ta 100% ăn được giáp. Nói chung là nó cũng hên xui vào tùy vào cái bài mà đó. Khi mà nó vào một cái thế đẹp thì giáp có thể chơi được. Mà vào một cái thế cũng đẹp thì Athena nhảy phát thì cũng ăn hit giáp được các bạn. Đúng không? Nó tùy bài, tùy bài vở. Tùy bài, tùy vở mà thôi. Trận đấu đầu tiên. Giáp Versailles. Giáp Sterling. Tally nữa và Wit. Cái này thì các bạn còn nó có con Versailles đấm giảm nộ nhưng mà chúng ta cứ túc ta túc tắc thôi. Không lên được nộ hay nhỉ, choáng bị ngon nhỉ, đúng có choáng nhỉ, đánh Versailles đấm lại còn chảy máu nhỉ, hay nhỉ. À, đấm chảy máu khó chịu rồi nhỉ, đấm chảy máu khó chịu không nhỉ. Không thời tha cho mày. Tạm thời tha cho mày phát đã nhá. Mang 5 lét vào để giết nó nhỉ. Thời tha nó đã anh em. Thì Athena nhảy phát là hẻo ấy rồi. Chính máu con này cũng giả. Không giết được nó vậy. Sao mình phải để giáp lên trên các bạn? Sợ Athena nó nhảy phát là giáp chết luôn nên nhỉ? Chí mạng là giáp chết luôn. Để lên trên nó chắc. Ấy, gọi mình đâu. Đa số ở tầng này này còn chí mạng. Số tầm này nhạc toàn chí mạng rồi. Mẹ chảy máu không giải được. Giải
Món này là tươi giải được à? Nghe ngon. Tôi nói mình là thì nó mình là hẹo nữa. Nói mình là giáp tầm này là hẹo là buồn lắm đấy nha. Bố còn vẫn đeo tin rồi anh em ạ. Giờ phút này thì cũng đeo tin bố còn nào được. Mẹ cứ an toàn ở phía dưới cho chắc. Cứ an toàn đã anh em. Đúng không? Mẹ chưa con Vanette đấm cái chảy máu của nó khó chịu nhỉ. Cái đấm chảy máu của con Vanette nó khó chịu thật đấy. Mẹ cái đấm chảy máu con Vanette nó khó chịu dã man luôn anh em. Máy hoặc con Athena vừa mình của mình, Athena này của mình nó lại chí mạng con Athena kia. Tại game đấu này có khi Athena mới xứng đáng là MVP chứ không phải là Giáp đâu. Giáp là người ăn may rồi, kết thúc được những cái tình huống quan trọng rồi đúng không anh em. Giáp nghĩa là la liếm được ấy. Chứ còn mình không đề cao Giáp trong game đấu này lắm mà còn Athena. Cái cú đánh nhá, của con Athena 02 UM và con Athena kia đúng không, Super Athena kìa, nó cái quả chí mạng đó mới là cái quyết định cuối cùng trong game đấu này. Psyche của server 607 sẽ đối thủ số 2 trong kèo đấu này. Athena củ cải tím. Nhìn nó lại lấy Athena này các bạn. Ôi, ông đừng trêu tôi, ông lấy củ cải tím ạ. Chắc đùa. Má đùa. Đùa hay thật đấy nhỉ? Chiêu phá hút. Đùa hay thật vậy ông tướng? Bế hai con tành nữa cho khỏe. Đùa hay thật vậy ông tướng ơi? Ông tướng đùa hay ông tướng thật vậy? Củ cải tím này đùa vậy, thật sự các bạn nó giống một trò đùa vậy. Giống như một trò đùa vậy. À, vậy vẫn nằm ở Athena được, giỏi thật. Thế thì đứng sau thì Athena bây giờ mới chết rồi anh em đúng không? Yên tâm cho Athena đứng sau. Ai à, nó đá phát đi. Nhức mùa đấy anh em, đùa. Mày kịp đá không? Kìa, mày kịp đá. Mày kịp đá hay không? Vẫn kịp đá này anh em nha. Vậy là củ cải tím vẫn kịp đá phát. Vẫn kịp đá phát đến củ cải tím. Mẹ đùa đấy, mẹ ghê phết đấy anh em. Đùa. Làm gì có chuyện đùa ở đây đúng không? Đây nha, vợ chồng ăn đi kìa. Giờ để ý nha. Ăn đi đấy, rồi ôi, một chỗ lòng cướp. Củ cải tím à. Củ cải tím à, ôi ôi. Củ cải sờ tím à, Athena làm phát mẹ con Fox mẹ đầy cây rồi, nó đang được bút anh ạ. À, cũng có bút cơ à, cũng bắt chiếc bút cơ à. À, ai à, lại kinh đấy, nhờ lại chán sống rồi. Chán sống rồi, người chơi hệ chán sống đi rồi. Người chơi hệ chán sống đi rồi. Sau 3 phát nhảy thì Athena cuối cùng cũng giết được Robert. Và team chúng ta vẫn chưa chết ai cả. Khả năng cao là như vậy nha các bạn nhỉ. Với khả năng hồi phục như thế kia thì mình đoán là chắc là không ai phải nằm xuống rồi. À, có pha bút đến từ Meili này. Thế thì khả năng nằm rồi các bạn.
Nằm rồi, Kim là người đầu tiên để nằm xuống rồi. Ủa, thì ăn đéo nó hút nữa thì chắc chắn là Kim phải nằm xuống rồi. Khá buồn dành cho Kim, khá buồn dành cho Isakim anh em ạ. Và đó là chiến thắng của chúng ta trước Saiki của server 607. Chiến thắng dễ dàng khi mà tem bạn lựa chọn cụ cải tím. May mắn đúng không? Chúng ta phải nói để nói nôm na là đó là một chiến thắng may mắn khi mà tem bạn lựa chọn cụ cải tím chứ không phải là Athena. Saiki của server 668 sẽ đối thủ tiếp theo. Chúng ta có Mai, Ionizi, Athena, Terry. Mai các bạn làm tí Mai các bạn cho nhiều nổ. Tí Mai nó nhiều nổ. Nhiều nổ nó thích đúng không? Gì chứ cái nhiều nổ chúng tôi thích. Gì chứ nhiều nổ là chúng tôi thích. Nhiều nộ là chúng tôi thích. Ấy à, ăn nhà. Trắng là mệt nha. Đấy, mày quá. Chóa được quả. Chóa là mệt thật đấy chứ. Không mệt đùa anh em. Chóa là mệt thật đấy chứ. Ai thì làm mệt đùa đây nhỉ? Choáng là mệt thật đấy chứ không phải mệt đùa đâu. Nổ quả chín nổ cuối cùng. Ta nổ quả đéo gì. Mẹ kinh nhầm ta đi đó. Thế thừa mây trời. Thế thừa mây trời đi. Cày nghe lè. Thua rồi. Mai này thì thảo rồi. Có kế thừa đi ở lòng đất quá. Thua rồi anh em. Thua rồi. Không chết rồi còn yêu đi dị đi ấy. Cày nhẹ. Quả kế thừa đi vào lòng đất đến từ Terry quá. Cứ nghĩ đi mình đấm chí mạng nhưng không ngờ lại không có quả chí mạng nào. 1-2 và chúng ta cùng đến với game đấu số 4 nào.
Đi vào lòng đất thật sự anh em ạ. Cứ yêu đi 99 của server 635. Leo dị Kasumi Clock. À không có Clock nha anh em nữa. Duo Vomit. À có Clock thật anh em ạ. Không dám bế o chi cả. Không dám bế o chi à. Vâng cứ lắc ra dọa nó thôi anh em ạ. Vâng cứ lắc ra dọa hàng thôi. Vâng cứ lắc ra dọa hàng thôi anh em. Lắc chỉ là con hàng dọa thôi. Để đánh khách nó lên nộ cày nhà. À nó bao giờ anh em. Con bao lại giải ra anh em. Không có sai lầm ai hơi buồn. Không có sai lầm ai thì hơi buồn. Không có sai lầm ai thì hơi buồn. Không có hồi sinh nữa à. Thêm là quả hồi sinh nữa cơ à. Mày quá, từ này lại không có nào được chiêu. Từ này lại không có nào được chiêu. Trời vãi. Choáng nơi cày nhờ. Choáng này thì hơi cay đấy. Ôi chết rồi. Quên mẹ mất smart PC à. Ôi hỏng rồi. Ôi dồi mày quá. Ui quên mẹ mất smart PC chuyển sang đánh đơn mục tiêu anh em ạ. Cứ tưởng đa mục tiêu. Quên. Mẹ máy mà nó không chết anh em. Chết quả này chắc ân hận. Chết quả đấy chắc tôi ân hận thật sự luôn anh em. Đúng không? Chết quả này chắc tôi ân hận mẹ mày. Bắt khóc đi được. Đá chí này thì chống thế nào được lại em? Đá chí này thì chống được lại em? Ồ, nhắm kính ra nào. Ây à, mẹ bút chí như thế mà không có chí em ạ. Làm cái pha đặc biệt nó xấu hẳn đi. Quả đấy nhẽ là phải chí mạng đến từ ca phẩy nó phải đẹp hay không. Thì số cuối cùng là chiến thắng 3-1, chúng ta cùng đến với game đấu số 5 nào. Đúng không? Quả đấy nhẽ tính như thế này rồi.
đẹp như thế đây, đeo kính như thế này rồi, cầm ra phát, cầm phát ném phép phát này rồi, mẹ mà cuối cùng chán không chứ lại xui một tí ô lựa chọn xui khi ngon hơn các bạn, mình không chắc đâu nha. Ồ, như thế còn tăng tỷ lệ chiến thắng hơn. Không có nào hồi sinh đâu. Con nào hồi sinh nhỉ? Ồ, cái này lại là dễ à? Đúng không? Game này các bạn lấy cái gì ra thắng mình nhỉ? Bốn con này vừa sát thương. Đúng không? Game này lấy cái gì ra thắng mình nhỉ trời? Thế mẹ được trực quan à, ai à, ai à, lần quả đái quần nữa nha. Chạy đi đâu con xấu sâu này, mình lỗi vừa được cái chiêu lưu mình lại vả đẹp, chạy đi đâu à con xấu sâu này. Chết kìa. Được chết rồi rồi. Hỏng ngược à. Hỏng ngược à. Trời ơi, hỏng ngược rồi. Ôi trời ơi, là trời ơi. Đánh kèo này anh em chửi chết chết.
chửi chết ngát nó được rồi. Ổng kéo ngược này bao giờ không vậy, khổ, tự tin quá cuối cùng lại hóa thành chủ quan à, tự tin quá lại hóa chủ quan, khổ thật đấy. Nhìn nha, nhìn nhàn kéo kìa, cái đố này lại khó rồi anh em, gặp Vasanet thì lại khó rồi, gặp Vasanet thì lại khó rồi anh em ạ. Còn Hinato nữa càng khó thêm. Khó dành cho mình rồi. Game vừa rồi trực quan quá nhở, nhìn nhàng quá nhỉ. Chống nào là con nét kèo này nhỉ? Lại mà nét đấy. Mình cả sumi nhỉ, khó thật đấy. Khó rồi, khó rồi. Cơn sau nó lại nổ như vậy. Khó thật sự anh em ạ. Khó rồi, ba đều rồi, 3-2 và kết kết tiền đấu này lại là ba đều rồi. Cũng là nét này. Không có nào đục ra nó vậy. Đánh được chưa thì chịu rồi. Mẹ nó đấm độc chiêu đấy thì mình chịu chết rồi. Không chống được, giờ nó còn 2-3 con tanh nữa thì có phải chịu chết. Nên đồng sen nữa thì móc mùa để mà thắng được game đấu này à. Ok, thua rồi. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo thôi. Game đấu hơi cay, game đấu kia chủ quan quá nhở. Cái nhịp vừa rồi chủ quan nó con kêu quá. Mà nét nó đấm rồi thì trụ nào nổi anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho em Minzy như CD bình luận với Galaxy Server nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì bye bye.